lum tà la của con chồng. Giấy số mà nó cầm nó dục tớ luôn chưa. Nít mà đương nhiên nó phải quậy rồi. Nó quậy cái con quậy cái nóng lên quýnh nó, cái bẹ đánh con. Bẹ đánh con hả? Dạ, cơ đem Việt Nam bốn phương. Dạ. Sao chị? Chị bán hột vịt lộn. Nó mình không được. Nó cây quậy lại quýnh, nói quýnh còn cái mẹ đánh con. Vậy đó. Cũng nghe, thấy cũng thấy chị Thanh thận thờ quá. Bà cũng nói, bà lòng mới chửi con hoài như vậy. Mẹ con chửi con hoài như vậy. Coi. Cổ lên coi còn dây chuyền đó không chị Thanh ơi. Bà chửi con hoài như vậy. Chuyền không? Bà chửi con hoài như vậy. Tại bà chửi mình đem đi mình không dám nạt lại. Ừ đúng rồi, mẹ của chị mà sao nạt được. Con quá trời luôn nè. Không dám nạt lại. Không dám nạt lại luôn. À. Vậy sao chị nạ anh Dũng? Dũng yêu ông Día. Thích thì không, thích thì trèo. Thích thì trèo luôn hả? À, thích thì trèo. Thích thì trèo. À, tối cái gì anh Dũng chiều ngược lại. À, ủa chị, ủa nhà. Phải anh Thanh chiều ngược lại lộn, ủa chị Thanh lộn. Làm phong léo lưỡi luôn. À. Cái này con chiều ngược lại à. Tối chị Thanh có chiều ngược lại phải không? Chiều ngược lại à. Đó. Chị Thanh bao nhiêu tuổi chị Thanh? Không biết. Chẳng đầy. Có anh Dũng à? Chị chấm gì? Tắm nè anh Dũng. Chị chấm gì? Chú mới về rước con về mới đi tắm. Chấm gì hồi chú Kha qua chú Kha quay giờ. Chú Kha mới đợi rồi chú Kha 5 giờ qua hả? Nè chú anh Kha có nấu qua anh Dũng? Không. Không. Để mẹ anh đi trước con đi em gặp con anh luôn. Em hồi giống chạy được qua rồi, tới giờ. Chút nữa đứa cháu chở. Hồi chú Kha chạy qua tới bây giờ. À, đây thì cô bác á bây giờ cũng 5 giờ mấy thì bé con của anh Dũng với chị Thanh ở đây chuẩn bị đi về rồi. Thì hôm nay Phong xuống cũng mấy lần với bạn Quân thì cũng chưa gặp được con của anh Dũng ở đây. Thì bây giờ thì Phong cũng đang chờ đợi để xem cái gương mặt rất là dễ thương của bé luôn. Mời cô bác anh chị cùng chờ đợi nha. Lại không? Lại. Sao mặt nghiêm dữ trời? Lại chú cái kiếm kìa. Sao mặt chị Thanh nghiêm dữ vậy? Lại chú cầm kiếm kìa. Tại sao lâu quá trời? Nó đang phải đồ kêu lẽ cởi quần ra chạy. Chú Kha nữa rồi đó. Chú Kha đang cho thay đồ đi. Gọi cái em giọt qua ở tuần da luôn. Nghe anh chị nói mà đang mệt mà nghe nó vui. Chú tắm mẹ không mặc đồ. Chị tắm chưa? Chú tắm không mẹ không mặc đồ. Thì đúng rồi, ai tắm cũng cởi đồ hết mà. Chú tắm không mẹ không mặc đồ. Mẹ trời chú chui ra. Mẹ cởi đồ ra chui ra. Nói hay quá. Chết rồi, 8 giờ rồi, chú quần ơi. Không, mới có 4 giờ mấy rồi chị. Phải có 4 giờ là... 4 giờ rồi. 4 giờ mấy rồi. 4 giờ mấy rồi. Rồi bà này ở đâu rồi trời? Rụng tùm lum hết trơn. Dụng à, cái bạn đây nó, bạn đây nó dụng lá, dụng bông dữ lắm. Đây cô bác anh chị xem là cảnh ở đây nó buổi chiều á, thì dưới quê lúc này cũng sắp vô mùa mưa rồi. Thì có những cái cơn mưa là đầu mùa, mưa cũng lác đác là bây giờ cũng đang có lâm dâm vớt những cái hộp xuống mưa xuống cô bác anh chị ạ. À. Ở dưới đây thì dưới quê thì nhìn phong cảnh cũng rất là mát mẻ, rất là thích luôn. Đặc biệt thì anh Dũng với chị Thanh ở đây á, thì ở dưới cái gầm cầu là tối á, thì nước nó sẽ dâng lên. Còn khi mà thọt chân xuống mà đụng nước luôn cô bác anh chị à. Thì là nhưng mà anh chị á, sống đặc biệt là rất là ấm áp, rất là hạnh phúc luôn. Mặc dù là cũng thiếu thốn, nhưng mà bên cạnh đó thì có một cái tình cảm rất là lớn. Lúc nào là cũng yêu thương nhau, thật sự là rất là hạnh phúc. Bên cạnh đó thì cũng có một cái đứa con, nhưng mà bây giờ là mẹ của anh Dũng là cũng đang dước bé vậy. Đây để bà thấy em cầm mà bà quýnh luôn.
Sợ hả? Sợ mẹ. Đầu sợ hả? Trung Hỏa, chị Trung Hỏa. Tóc chị dính kìa, phủi xuống kìa chị. Còn dính miếng trên tóc á. Ừ, đúng rồi. Thôi chị quay ghế coi đi. Đẹp không? Bóc đẹp á. Cái này lại về nha. Sao mà cười dữ vậy? Vui. Vui á. Vui. Đâu chị, bữa nay chị coi rồi có tiền của ai cho ai có cho chị. Đâu có tiền không? Có tiền không? Có tiền có tội nhà cháy không? Có điện thoại. Có tội nhà cháy không? Có tội nhà cháy không? Chị chọt em lâu lâu đứng giác rồi nó chọt vô mắt luôn. Nhà cháy không? Tôi nhà cháy không? Trời ơi, chị cất đi, để mốt cái gì tụi em điện chị. Không có số. Không có số. Không có số à? Không, chị điện thoại để làm gì? Để hình thức rồi. Để lên mạng phải không? Sao cô? Thấy vui quá cô. Ừ, thấy vui quá lại coi. À, thấy cặp vợ chồng này vui quá. Lúc nào cũng bên cạnh nhau hết. Ơi. Cô thấy ảnh chị như thế nào? Nó hả? Nó giờ mình nói ra thì nó cũng kỳ quá, thôi không nói. Dạ. Sao kỳ cô? Cảm thấy anh chị vui vẻ đúng không? Vui vẻ mà có người này người kia hả? Vui vậy chứ không có hả? Cũng ăn hiếp nhỏ nọ thấy mồ. Ăn hiếp chị này hả? Chứ không phải chị, chị ăn hiếp ảnh à? Em thấy bình thường, con thấy bình thường là ảnh bị ăn hiếp không ạ? Không có. Anh Dũng ăn hiếp hay là ăn hiếp cô? Hả? Ăn hiếp hay ăn hiếp? Ừ. Vậy hả? Chào chị. Dạ, hộp gì đẹp chứ? Hộp đây, hộp gì ạ? Khẩu trang, em thấy hộp này khẩu trang nè. Thôi chị gửi cho, có phải khẩu trang nào bên trong không? Chú Kha cho đó. Rồi, rồi, rồi. Đục, anh Kha chú đáo á, anh Kha chú đáo á. Kha cho đó. Đúng rồi. Yeah. Anh Kha chú đáo nè, chị đi đâu á nhớ đeo khẩu trang vô nha. Chú lúc này còn dịch bệnh đó. Ờ, chị đeo khẩu trang đi cho nó ấy. Ủa sao ba hộp dưa? Trời. Chứ mà đi tiếp xúc nhiều người cũng nguy hiểm lắm, đeo vô cho nó. Lấy khẩu trang đeo vô. Đâu chị Thanh đeo khẩu trang cho tụi em xem thử coi. Ai cho chị khẩu trang vậy? Chúng ta. Chúng ta cho. Chúng ta cho. Chúng ta cho. Dạ. Hai bên này thấy có anh Kha hay lại. Anh Kha cũng là người địa phương ở đây hả con? Ê. Trời ơi chấm mắt rồi. Banh xuống vậy nè. Đây đây. Đó, vậy đó ha. Đó. Rồi bịch lên trên. Đừng. Đó. Cái này là để che lỗ mũi chứ. Trời. Che rồi. Trời ơi, lú có mỏ rồi. Trời, cái răng ăn muốn súng hết trơn rồi nè. Thì kéo che, cái khẩu trang này có tác dụng là che cái lỗ mũi á. Ủa sao khẩu trang đeo gì kỳ vậy? Đeo nó xéo xẹo à. Đâu đeo chị đeo rồi coi. Trời ơi, đeo, chị đeo khẩu trang đừng có chú mỏ nha. Này cô bác anh chị xem nè, chị Thanh đeo khẩu trang nè. Rất là dễ thương luôn. Bình thường có đeo khẩu trang không chị? Có. Có hả chị? Đúng rồi đó, chị ra bên ngoài á, chị phải đeo khẩu trang á. Đi chợ phải đeo. Đâu, giờ chợ phải đeo khẩu trang đúng không? Đi chợ phải đeo. Ờ, chị kéo xuống thử em coi. Trời ơi, chú mỏi. Đi chợ phải đeo. Trời ơi, đeo khẩu trang đẹp quá. Giả chú mày dạo. Bắt chú vô Thanh không? Giả chú mày dạo. Em làm giống chị nè. Chị nè. Giống không? Là, là. Giống chú mỏi, giống. Giống. Theo cô nha. Ủa bé nè. Bé con chị Thanh nè ông Quân. Bé con chị Thanh hả ông cô? Trời ơi, không chào chú hả? Ồ. Này bé nó thấy, nó về thấy mẹ nó mừng quá trời luôn cô bé chị nè. Hả, à, có chào chú Phong không? Chào chú Phong đi con. Biết chú Phong không? À, dạ, chú Phong chào đi. Chú đi con. Dạ, chú Phong chào kìa. Dạ, chú Phong. Ừ, chú Phong cho tiền con ăn bánh nha. Ủa, chú Phong biết chú này tên gì không? Cú Trang Cố Phong. Chú gì? Cố Phong đây nè. Chú Phong đang đứng nè. Ở trời ngó ai đó vậy? Chú đây nè. Đây nè, chú Quân đây nè. Nhớ chú này không? Nhớ. Nhớ dạ. Nhớ chú, gì lần đầu tiên gặp chú mình nhớ dạ, chú đây. Dạ chú. Dạ, chú. Thôi bây giờ con ăn hộp vịt lộn không? Con ăn hộp vịt tôm chú mua cho ăn con. Rồi qua ngoài ăn hộp vịt lộn luôn nha. Không ăn. Bé không ăn. Bé không ăn. Sao nó gật đầu?
Dạ dạ. Dạ bé học dịch luôn được không? Dạ. Dạ. Ủa đâu bữa nay sao đông quá con? Cái này cháu ngoại. Cháu ngoại. Này quá trời đông. Vậy chị này sao con? Cái này con còn con đó cháu ngoại. Con gái nè, con này cũng gái nè. Dạ. Chị. Cô bữa nay cô bán được không? Cái này cô bán được 60 tờ. Dạ. Theo chú dài luôn đi. Cái chịu không? Không chịu à, không được. Mẹ không cho. Bé dễ thương nó trắng quá nè. Anh chị sao đen thui vậy? Sao bé nó trắng như vậy? Chú Phong kìa, về theo chú Phong về không? Con tuổi rồi. Con tên gì? Con tên gì? Con tên gì? Nói chú Phong nghe. Tên con tên gì? Con Trang Trang. Con tên Tiền. Con Tiền, bé Tiền. Bé Tiền. Ồ, bé Tiền. Con bao nhiêu tuổi? 1 tuổi. Bé tuổi, tuổi. Hả? 1 tuổi. 4 tuổi. Bé tuổi. Bé Tiền hả miệng nha coi đủ đủ răng không? Hả miệng nha. Trời ơi, răng đẹp, răng đẹp hơn mẹ Thanh luôn. Đều hơn mẹ Thanh. Ba, con chơi bật ba. Đây con mẹ mẹ ẩm lên chụp hình nè. Hai hai vợ chồng rất là dễ thương luôn. Đó, sát vô anh. Trời ơi quá trời đẹp luôn. Đẹp. Hôm nay em vô mà đâu có gặp bé con chị đâu, bé dễ thương quá trời nè. Cho em chú chụp cho. Cho em chú chụp hình cho. Hôn mẹ đi, hôn mẹ cái. Hôn mẹ đi giờ, hôn mẹ đi. Hôn mẹ cái. Hôn mẹ nè. Ôi ôi. Trời ơi. Ngoan quá quý vị ơi. Gió gió. Bé kìa. Bé nó dễ thương quá luôn. Dầm dầm mẹ ca, dầm dầm chú Phong kìa. Sao? Sao con nói chú Phong có gì không? Có gì muốn nói chú Phong không? Hả? À, hỏi chú sao chú xuống. Hả? À, chú bánh mì bữa nay đi đi xa rồi. Dạ chú bánh mì nè không xuống. Dạ. Hôm nay chạy ngang ghé thì cũng có ít tiền của Mạnh Thường Quân. Chúc con chào cho cô. Dạ. Quân, không biết hả? Sao bé này có muốn nói gì chú Phong không? Hả? À, kiếm chú nào? Dạ. Chị có muốn nói gì với em không? Dạ. À, có muốn nói gì với em không? Hôm nay em xuống hình như tới lần này là gần cũng thứ ba em đó. Đi mua bả mẹ ấy vào cầu với đó anh. Dạ. Chị cũng ở cái bên hả? Ở sát với đó đó, chỗ luôn. Chị làm sao với anh Dũng? Em Dũng á hả? Anh Dũng sao? Em nói đứng đây quạng đâu biết ai đâu. Anh Dũng sao đẹp, đẹp gái quá mà. Thì ảnh cũng, chị cũng có chồng rồi hả? Có chồng mà thôi, mình còn dạ. Nuôi nhỏ đó. Trời ơi. Dạ bỏ lắm cho xíu. Dạ. Xíu rồi nuôi hai con sống tới giờ luôn á. Sao mẹ nuôi khéo quá. Con bự hơn mẹ nữa rồi. Mặn gì nó ăn cho luôn không? Còn chị sao? Em cũng có gia đình em ở dưới á. Dạ. Ở dưới gầm cầu mà đông quá. Dạ. Ở đông vô chị anh em không dạ. Anh ơi. Còn chỗ nào không vậy? Dạ. Đây hả? Còn chỗ nào không? Còn bên đó mà người ta đi gần người ta giúp người ta có cái dạ. Nhà dưới đây nè anh. Bữa nào có vợ đuổi á em xuống đây em ở ké được. Dạ cô. Không vui quá. Ăn khô một. Bữa nào vợ con đuổi con ra con xuống đây con ở tá túc với anh Dũng cô chịu không? Chịu. Dạ. Tại vì nghe dưới gầm cầu này cấp sổ đỏ rồi. Nó bỏ rồi. Cấp sổ đỏ. À vỗ bữa nghe nó cấp sổ đỏ đúng không? Đó. Mới lại á chú Phong. Dạ. Cái gì đi mua cho trai á. Cái ông chủ dự ông hỏi gì chứ. Ủa sao vậy đâu lạ lạ lại đây đi mua cho trai. Cái tôi nói chú ơi tôi ở An Hữu á mà giờ tôi không có nhà cửa hết trơn á. Thì giờ đây tôi cất cái nhà trong này nè. Hỏi nhà gì ở đâu. Tôi nói cái nhà nó bằng là cái đó đó. Cái đầu cầu đó đó. Cái ông chủ gia trai ông đi kiếm cái nhà hoài không gặp. Đi xuống vòng cầu kiếm. Ông đi vòng vòng đây ông hỏi nhà bà Năm gia trai ở đâu. Cái người ta chỉ nói ủa bà Năm cho trai bà đâu có nhà ở đâu. Đây là mấy người con của cô không hả? Con không nè. Trời ơi, ai cũng đẹp gái dễ thương hết trơn. Trời đó, rồi cái cô mới chỉ cái ông chủ và cha ông thấy cô ở dưới này. Cái tự nhiên ổng ở trên dốc này ổng thả hiền xuống dưới đó luôn. Cái mấy con chó dí ổng quá trời dí luôn. Cái ổng nhảy lên trên giường cô luôn ngồi luôn. Bữa nay tụi con mới có dịp xuống đây mà nguyên gia đình đông quá trời. Rất là vui. Rất là hạnh phúc luôn á. Bữa nay đi mần về sớm nè. Có coi cái clip anh quay với anh bánh mì xuống á. Em thấy bánh mì lại biết lại tem cơ con anh lắm. Dạ. Cô có đi bán cô hồi sáng đi bán giấy số là ra dấu không à. Sao ra dấu cô? Tự nhiên cái nó tắt tiếng luôn. Dạ, cô tắt tiếng luôn hả? Tắt tiếng luôn.
cái người tội nghiệp đi bán dài dài, cái người này quậy nước chanh đồ này kia, đưa thuốc ngậm đồ này kia, rồi nãy giờ đỡ đỡ rồi đó. Tôi uống ba cái giá đó. Ở cô rất đi bộ không hả cô? Đi bộ không mà cô không biết chạy xe à? Không biết chạy xe. Ê, cô ăn uống gì chưa? Chị chờ nấu cơm rồi. Dạ. Bắt nồi cơm lên rồi. Thấy mình quen. Người đó là lanh luôn á. Lanh lắm. Cái này dễ thương quá à. Trắng ghê luôn á. Trắng mà nhận không dao luôn. Gửi mới ra rước về đó. Đi bán cái về rước nó à. Giỡn chiếc trà đi. Giỡn trà đi. Thấy dễ thương, anh sợ luôn nội. Thấy đi học mà thấy mấy bạn có đi chuyện á, hàm lắm. Tôi kêu bà nội mua con miếng vàng đeo ghen cổ quá. Nó thấy người ta đeo vàng á, nói ba tài mua cho con miếng vàng đeo đây đi ba tài. À, anh Dũng còn tính tài nữa hả? Không có. Hả? Ai cũng kêu bằng ba chứ á. Ai cũng kêu bằng ba tài hết chứ. Ai cũng kêu bằng ba tài. Miếng nó biết tên là nó kêu ba tài, ba chốt, đồ này kia nọ vậy đó. Ba chú ẩm thì chịu không? Chịu không? Chịu không? Ba chú Phong à, ủa chú Quân ẩm một cái là 100 đó. Có ẩm đi, qua chú Phong ẩm đi. Qua chú Phong ẩm đi. Đây, đây, ông ẩm đi. Chịu không con? Chịu không? Chịu không? Ông ngồi. Không chịu rồi, nó thấy ông nó sợ quá, ông xấu trai quá. Chú có làm gì đâu. Chú Quân xấu trai quá không con? Chú Quân xấu trai quá mà đâu có chịu cho chú Quân ẩm đâu. Chú có làm gì đâu mà sợ. Qua chú Quân ẩm đi. Con muốn bà ơi mẹ ẩm. Ẩm kẹo. Còn ngoài đem nó không? Ẩm chẹo. Thấy chú Phong trẻ sao bé áo vàng nè, muốn nói gì chú Phong không? Hồi nãy thấy đi. Thấy chạy đi đâu không à? Xong rồi là xong rồi núp bên ở dưới sau lưng mẹ không vậy? Có nói gì đâu. Ba bỏ là lúc đó có mấy tháng tới giờ đó.